xe đẹp nha các bạn, lại chuẩn bị khai trương xe mới về Thanh Hóa nha. Chào các bạn, lại quay trở lại với clip của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một con xe đồ chuẩn bị về Thanh Hóa cho mọi người cùng được xem nha. Và cận cảnh của chiếc xe mình sẽ đi vào từng chi tiết một nha. Xe đẹp nha các bạn, lại chuẩn bị khai trương xe mới về Thanh Hóa nha. Chưa có cáp tờ nha. Giữ kéo ở đấy anh ơi, giữ kéo tắc mắc ở đấy. Tắt chìa nữa anh ơi. Cái chỗ này là cao bao nhiêu? 7 mét mấy hay sao ấy. Đúng rồi, tháo được chỗ cái tháo trên. Ừ, tháo ốc ra được. Sắp xỉ quá đẹp luôn nha các bạn. Sau cắt thì nhanh. Cắt chân chịu à, cho nó thả cho chân không phải chết. Nó cao hơn thì nó khe à, thì khe đi lên cao rồi. Thằng ấy đáng quả của chim bé luôn. Không phải đánh hay. Đấy. Đó lại cái thùng cái theo của mình cái nào. Rồi rồi. Thế gì? Sao xong chưa? Tiến hành dần dần đi thôi, không là tối. Đúng rồi đấy. Tranh thủ lúc mai trời đang sáng sáng thế này thì lên là nó dễ hơn.
nhé, đâu phải đem một thì mới mà cắt chứ. Clip của mình là kết thúc rồi nha. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.